Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh BEE Audio Sài Gòn. Xưa nay thì nếu như nghe nhạc Tây thì thường chúng ta sẽ lựa chọn những đôi loa Mỹ, đôi loa châu Âu, đúng không quý vị? Nhưng mà hôm nay BEE đã trải nghiệm cái dòng loa Pioneer, dòng loa high-end của Pioneer quý vị nhé. Dòng loa cột rất là đẹp, cực kỳ đẹp, đi nghe rất là tuyệt. Nên BEE sẽ quay luôn, quay video luôn, nhạc Tây luôn để cho quý vị cùng thưởng thức. Và model của cái đôi loa quý vị đang nhìn thấy đây là đôi loa S 1000 TWIN A. S 1000 TWIN A cũng là cái dòng cuối cùng trong cái series TWIN nha quý vị. Nó có TWIN 77, TWIN 99, nói chung là dòng 1000 là dòng cuối rồi. Và cực kỳ đẹp. Bây phải gọi dòng này dòng nữ hoàng của Pioneer. Phải gọi nó là hoa hậu trong các chân dài của các mẫu loa quý vị ạ. Bởi vì nó rất là đẹp, không những hoa hậu của Pioneer đâu, nhưng mà mình nghĩ nó hoa hậu của rất, nói chung là nó vượt qua rất là nhiều các hãng loa khác. Cực kỳ đẹp, nó cao cũng rất là cao, cao 1m06 quý vị ạ. Sâu 40, gần 42 và rộng là 28. Nó sở hữu cho mình hai loa bass 20 được bố trí hai bên, còn ở giữa là một cái trép còi nha quý vị. Trép còi quý vị thấy nó thêm một cái miếng gỗ sọc 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 rất là đẹp luôn. Loa này bao hàng nhái luôn nha quý vị, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Loa bass này là bass 20 và nó có công suất dao động là từ 60 tới 180W trên một loa là công suất dao động của nó. Nó có trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 90 dB và nó cực kỳ nặng, nặng 44 cân trên một thùng. Và quý vị biết nó nặng cỡ nào rồi, 44 cân trên một thùng nha. Gỗ lạc từ trước ra sau, gỗ lạc rất là dày và còn rất là đẹp, rất là đều màu luôn. Và nó được sản xuất vào năm 1992. Chơi được bi quay luôn nha quý vị. Phía sau nó có 4 trạm gắn loa, 2 lỗ thông hơi nằm phía sau. Và mức giá đôi loa này bị bán là 32 triệu đồng, 32 triệu đồng. Và quý vị thấy một điểm nhấn nữa là trên cái này nè, quý vị nhìn vào sẽ liên tưởng tới cái lớp da của con báo đúng không, nhưng mà nó không phải là da, nó là một miếng gỗ áp lên quý vị ạ. Một miếng gỗ mà mình không hiểu nó làm sao, rất là đẹp, những cái văn văn y hình con cái da của con báo luôn. Rồi bị quay phía sau nha, nó có 2 lỗ thông hơi phía sau, không phải là dòng loa nén đâu nha quý vị. Nhìn hai bát, đó là hai bát thật nhá. Phía sau này miếng này cũng là gỗ lạng luôn nè, còn cái miếng gỗ phía sau này thêm một cái lớp gỗ da ba, hình dung giống như da bá phía sau này luôn. Đây còn trạm gắn loa của nó đây, đây hai miếng đồng còn giữ lại được luôn nè quý vị. Rất là sang trọng và cực kỳ đẹp. Đôi loa của Bi không có chỗ che. Và đợt trước Bi có test nhạc và bolero rồi, nhạc trữ tình rồi chứ. Hôm nay Bi sẽ test nhạc Tây bởi vì nghe nó rất là tuyệt, rất khó hiếm để sở hữu được độc loa này quý vị, rất là khó, cực kỳ khó, không dễ đâu. Mà nó về tới đây mà nó đẹp như vậy thì quý vị biết nó, cái giá trị của nó như thế nào rồi. 32 triệu đồng. Và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc Tây qua đôi loa nữ hoàng Pioneer này nhé. Stop before This is a right-away letter. I gotta mail it today, straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. The postage is my soul. Contains a message from millions. Say you don't go. $10,000 guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Said you don't go. I said keep don't go. Oh, don't take my phone. Keep don't go. Keep don't go now. It's hard to breathe with that loss. Oh, but I still got your brother. Don't nail yourself to a cross. I want you to leave that pack. You'll put the drive into my soul. You'll bring a message to millions to keep them going. Don't go. Said, "Kid, don't you go." Kid, don't go. Kid, don't go. You know what I'm talking about? Kid, don't go. Bring my brother Tommy out again.